Kem dưỡng cấp ẩm kim dầu Ultra Facial Oil Free Gel Cream hàng Mỹ được rất nhiều phụ nữ Việt ưa chuộng bởi hiệu quả nhanh, tác dụng trong thời gian dài và an toàn cho nhiều loại da khác nhau. 1. Tổng quan về kem dưỡng cấp ẩm kim dầu Ultra Facial Oil Free Gel Cream hàng Mỹ. Sản phẩm được hãng mỹ phẩm Kiehl của Mỹ ra mắt thị trường năm 2021. Ưu điểm vượt trội của kem dưỡng cấp ẩm kim dầu Ultra Facial Oil Free Gel Cream là ở khả năng cung cấp độ ẩm cho da kéo dài suốt 24 giờ. Bên cạnh đó, với công thức độc đáo, kem mang lại hiệu ứng làm mát cực nhanh. Bạn sẽ cảm nhận được ngay cảm giác tươi mát ngay tức thì sau khi bôi kem vài giây. Sau đó nhiều giờ bạn sẽ có làn da khỏe mạnh, tươi mát, không lo da bị bóng nhờn do mồ hôi tiết ra. Kem dưỡng cấp ẩm kim dầu Ultra Facial Oil Free Gel Cream không chứa cồn, không chất bảo quản và hương liệu nên cực kỳ an toàn với nhiều loại da khác nhau. Phù hợp nhất là những người có da mặt nhiều mồ hôi dầu, hay bị bóng nhờn, da khô, da có lỗ chân lông rộng. 2. Ưu điểm của kem dưỡng cấp ẩm kiềm dầu Ultra Facial Oil Free Gel Cream hàng Mỹ. Cấp ẩm và giữ ẩm lâu dài cho da. Trong thành phần công thức của kem dưỡng cấp ẩm kiềm dầu Ultra Facial Oil Free Gel Cream có một hoạt chất đặc biệt, đạm glycoprotein. Chất đạm này có khả năng thẩm thấu tốt, có tác dụng dưỡng ẩm tận những tầng sâu nhất của da. Đặc biệt, đạm glycoprotein duy trì được mức cân bằng độ ẩm cho da trong thời gian dài. Nhờ khả năng đặc biệt này, lớp da được bôi kem sẽ luôn có cảm giác tươi mát, dễ chịu, không còn hiện tượng tiết mồ hôi, không bóng nhờn như khi chưa sử dụng. Dưỡng da hiệu quả ngay từ lần đầu sử dụng. Một trong những thành phần khá độc đáo được đưa vào công thức của siêu phẩm này là amino acid. Chất này có khả năng chống lão hóa da cực tốt. Mỗi phân tử amino acid sẽ ngấm sâu vào lỗ chân lông, hoạt động trong nhiều giờ để hết những cặn bã, mồ hôi, bụi miệng. Từ đó giúp xe khít lỗ chân lông, giảm bã nhờn, làm sạch bề mặt da, tạo điều kiện cho các tế bào da trao đổi chất dễ dàng. Do đó da được dưỡng một cách tự nhiên từ bên trong, nhanh chóng hồi phục, trở nên mịn màng ngoài mong đợi. Phù hợp với nhiều làn da. Do không có hóa chất, hương liệu trong thành phần công thức nên kem dưỡng cấp ẩm kim dầu Ultra Facial Oil Free Gel Cream rất an toàn, không gây dị ứng, phù hợp với nhiều làn da khác nhau. Dễ sử dụng. Kem dạng gel được chứa trong hộp 7ml rất nhỏ gọn, xinh xắn. Chị em phụ nữ có thể mang theo bên mình đi bất cứ đâu. Chỉ cần rửa sạch da mặt rồi bôi kem lên ở bất cứ thời điểm nào bạn cảm thấy cần thiết. Nếu bạn thực sự quan tâm đến làn da của mình và mong muốn có một sản phẩm dưỡng da an toàn, hiệu quả nhanh chóng thì kem dưỡng cấp ẩm kiềm dầu Ultra Facial Oil Free Gel Cream hàng Mỹ chính là gợi ý tuyệt vời nhất. Hãy thử ngay, bạn sẽ không thất vọng về siêu phẩm mới này của thương hiệu Kiehl.